Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Bực với Trọng, hai tướng cùng lên tiếng, đe công thần, bí thư liền trốn biệt. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến việc xuất hiện trở lại của ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 với cuộc gặp của cử tri. Và tại đó ông đã có một số phát biểu về Biển Đông, nhưng ông không chỉ rõ là Trung Quốc. Và điều đó đã gây thắc mắc và căm phẫn cho rất nhiều người dân Việt Nam khi một người đứng đầu nhà nước là Chủ tịch nước đã không dám nhắc tên kẻ xâm lược. Và Việt Nam đang bị rơi vào tình thế nguy hiểm khi chủ quyền trên Biển Đông của nước này đang hàng ngày, hàng giờ bị người đồng chí Trung Quốc giày xéo. Hình ảnh mới nhất về hoạt động thăm dò của tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống Trung Quốc ngày hôm nay 19 tháng 10 năm 2019 đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh này để các bạn cùng biết và xem. Đây là biểu đồ hải trình đi lại của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt trong 3 tháng qua. Và đây là một trong những phần việc đó họ đã làm. Nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã chia sẻ trên trang tweet hôm nay ngày 19 tháng 10 năm 2019. Tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 19 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 20. Nhưng đây là một đường khảo sát có hướng đi khá lạ lùng. Vào lúc 1 giờ 44 phút chiều hôm nay 19 tháng 10 năm 2019 giờ Hà Nội, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 19 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 20. Đường khảo sát thứ 20 dự kiến sẽ là song song với đường 19 và các đường trước đó, từ đường số 8 đến đường số 18, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ông phân tích như vậy. Hải Dương 8 đã đột ngột quay ngoặt đầu đi xuống phía Nam theo hướng song song với đường kinh tuyến và song song với các đường khảo sát số 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Dự kiến tàu Hải Dương 8 có thể đi xuống phía Nam để quay về bãi đá chữ thập, tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm, bảo dưỡng thiết bị, vì tàu đã hoạt động sấp xỉ 23 ngày trên biển kể từ ngày Hải Dương 8 rời đá chữ thập để thực hiện đợt khảo sát thứ tư này. Và các bạn cũng nên nhớ rằng chiếc tàu này đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7 đến giờ và đã hơn 3 tháng nay để hoạt động tất cả là 4 đợt khảo sát. Nhưng cũng còn có khả năng Hải Dương 8 bắt đầu thực hiện một vùng khảo sát mới, tạm gọi là phân vùng C, nằm bên cạnh phân vùng A gồm 6 đường khảo sát thẳng đứng song song với kinh tuyến. Và nếu để sát lại cái biểu đồ đi lại của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc với quan sát của quốc tế thì có tới trên 3 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc luôn luôn đi ép sát tàu Hải Dương 8 để có thể sẵn sàng đâm chìm bất cứ tàu ngư dân hoặc những tàu cảnh sát biển Việt Nam nếu tới gần. Thì với hình ảnh này các bạn thấy rất rõ là họ đã đi sát gần với bờ biển Việt Nam và nằm rất sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là điều rất nghiêm trọng từ trước đến nay chưa từng có tại Việt Nam. Và đứng trước sự an nguy của Tổ quốc, nhiều tướng lĩnh quân đội và công an nhân dân đã thẳng thắn lên tiếng yêu cầu Đảng và Nhà nước phải đưa ra phương án khẩn cấp nhằm đấu tranh có hiệu quả với bành trướng bá quyền Bắc Kinh. Và cụ thể nhất mà chúng ta có thể thấy nổi bật là ông anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tướng Lê Mã Lương. Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu ý kiến như sau. Dự buổi hội thảo này có anh Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, tôi muốn hỏi các anh chính phủ có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không? Đây là câu chuyện của toàn dân Việt Nam, giữ được bãi Tư Chính là giữ được các đảo khác của Việt Nam. Nếu chúng ta để mất Việt Nam, mà mất thì Việt Nam sẽ không còn đảo nào. Đây là ý kiến của ông phát biểu trong buổi tọa đàm về bãi Tư Chính vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 10 năm 2019 với sự tham dự của nhiều vị nhân sĩ trí thức có uy tín. Và tọa đàm khoa học của vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế do Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật Viện PND thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Nhưng thay vì cần tiếp thu ý kiến của các tướng lĩnh quân đội và công an yêu nước thì người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng lại tỏ ra rất khó chịu và buông lời mạt sát các tướng này, là tướng quân đội và tướng công an. Và hình ảnh mà các bạn thấy rất rõ trong cái sự xuất hiện của ông vào ngày 15 vừa qua tại cuộc gặp cử tri, ông có nói hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp cử tri hôm 15 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý chưa có thời kỳ nào đất nước ta không có không khí ổn định thế này, phải giữ lấy nó chứ, tức là phải giữ lấy nó. Chỉ có một số phần tử cố tình kích động ra vẻ ta là anh hùng, ta yêu nước, còn lại không yêu nước, vô trách nhiệm à. Thì đây là cái thông báo của ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra trong cái hội nghị này gặp cử tri. Và điều đó khẳng định rất rõ rằng cái quan điểm của ông có vẻ khá rụt rè trước Trung Quốc. Và đương nhiên trong toàn bộ cuộc gặp này thì ông cũng không hề nói bất cứ một câu, một chữ nào liên quan đến Trung Quốc, mặc dù họ đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong gần 3 tháng qua.
Và được biết thì ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng đi nghĩa vụ quân sự như những thanh niên khác cùng thời với ông, mà ông chỉ là những người học ở trong những trường lớp dân sự và dần dần đi lên theo công tác đảng mà thôi. Và không những thế, ông Nguyễn Phú Trọng còn tỏ ra trịnh thượng nhưng cũng đầy nhu nhược khi đưa ra phát ngôn như sau, và chúng ta có thể tham khảo cũng trong cái buổi gặp đó. Ông nói: xảy ra chiến tranh, liệu chúng ta có thời gian để họp thế này hay không? Có thời gian để lo chống tham nhũng hay không? Hay trong và ngoài lại cấu kết với nhau để chống chúng ta? Đấy là phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Và ngoài ra ông còn nói thêm: trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý mọi người cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với thông tin của các phần tử luận điệu xuyên tạc, đừng mắc mưu, đôi khi lại hỏng việc. Không phải cứ nói mạnh, hăng máu vịt là được. Đấy là cái phát biểu của ông. Và ông cho rằng những cái tướng lĩnh mà ám chỉ họ khi phát biểu tại hội nghị về bãi Tư Chính và Biển Đông đã là hăng máu vịt. Và đây là cái điều rất đặc biệt mà có lẽ các tướng lĩnh quân đội và công an cần phải nghiên cứu rất kỹ trong thời gian tới đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Và điều này đã khiến cho tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tức là một vị tướng thứ hai của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã lên tiếng. Người đã từng là đại sứ 13 năm liền của Việt Nam tại Trung Quốc phải lên tiếng vào hôm 18 tháng 10 vừa qua để phản đối ông Nguyễn Phú Trọng về những phát ngôn đó của mình trong cái cuộc gặp cử tri. Và chúng tôi xin gửi các bạn hình ảnh ông lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Và đây là tâm thư của ông. Ông đã viết trong cái buổi ngày hôm qua: Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2019. Hiện nay tôi đã già lắm rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng theo dõi những việc chính của đất nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Đài Truyền hình Trung ương đưa lên buổi tiếp xúc cử tri của ông Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội. Trước tình hình đất nước sôi lửa bỏng do Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển của nước ta mấy tháng qua, thế mà ông Trọng và một số cử tri quen mặt vẫn nói một cách lập lờ như bao nhiêu năm trước. Tôi thấy quá buồn. Gần đây tôi cũng đã xem một số hình ảnh của cuộc tọa đàm về bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế ngày 6 tháng 10 năm 2019. Tôi thấy anh chị em nói rất hay, nhiều người phát biểu có nghiên cứu, có tính toán, đưa ra ý kiến xây dựng. Ý kiến của anh Hùng Lê Mã Lương tuy có chút gây sốc nhưng cũng có là một ý kiến rất rõ ràng, mạnh mẽ về việc phải kiên quyết giữ được bãi Tư Chính, trước hết phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tôi cũng nghe ý kiến của ông Phú Trọng nói về cuộc tọa đàm vừa qua, ông có vẻ khó chịu, mỉa mai, chì chiết tiếng nói yêu nước của nhiều người dân, mà đó là các công dân đã từng đóng góp công sức trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm và chưa hề bị tước quyền công dân, ông nói. Ông Trọng nói họ là một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên gân, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy là ông đã quên lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng trừ một bọn rất ít đại việt gian, đồng bào ta ai cũng có lòng yêu nước. Đã thế ông cũng lên gân vỗ ngực, vậy còn Trung ương, Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à? Cung cách của ông tôi thấy sao mà giống đôi co giữa chợ, chả giống phong cách chính khách tí nào. Đây là lá thư, tâm thư của ông đã được viết vào ngày hôm qua và đã được truyền tải trên một số trang truyền thông của bạn bè thân thiết với ông. Và trong bức thư này, tướng Vĩnh cũng nói thêm nội dung như sau. Đây là hình bức thư ông viết tay và đã được anh Ba Sàm, tức là cái anh đã viết và chép lại bằng chữ để đưa lên mạng. Và đây là lá thư gốc của ông bằng viết tay. Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cái đường link của lá thư này cho các bạn sau cái video này. Ông viết thêm: thiết nghĩ là người đứng đầu bộ máy, chắc ông Trọng phải có đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu, biện pháp của bọn tàu từ xưa đến nay đối với nước ta, đặc biệt là trong mấy tháng qua ở bãi Tư Chính. Tình hình đang rất nguy ngập và cấp bách, vậy mà khi khai mạc hội nghị Trung ương 11 vừa qua, ông vẫn nói phải phân tích dự báo tình hình. Thật quá bức xúc trước thái độ như thế, giống như bàng quang thờ ơ vậy. Hội nghị Trung ương đã không ra nổi một nghị quyết kịp thời, dứt khoát để đối phó với tình hình đang cấp bách ở Biển Đông, mà còn cứ nhai đi khái niệm thời kỳ quá độ. Để làm gì? Để đánh lạc hướng dư luận, để câu giờ, để ngụy biện cho sự trốn tránh trách nhiệm hay sao? Theo tôi, ông Trọng viện lý do phải khôn khéo, thực chất có phải đang bế tắc khi tìm giải pháp hay không? Hay ông có tư tưởng đầu hàng? Hiện nay, đang có nhiều nước trên thế giới ủng hộ ta kiện Trung Quốc vì ta có chính nghĩa và pháp lý đứng về phía Việt Nam. Hơn nữa, tại sao ông không tìm giải pháp ngay trong những ý tưởng giải pháp đã nêu ra trong cuộc tọa đàm khoa học về vùng biển, bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế vào ngày 6 tháng 10 vừa qua? Và lại, ngay các cơ quan chính thống của Đảng, Nhà nước cũng đã nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ căn cứ chứng lý về chủ quyền Biển Đông, vậy còn trở ngại gì ông không đưa đơn kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế? Đây là nguyên văn bức thư của ông viết, và đây là những dòng chữ của ông
và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay lại sau đây. Và khi được hỏi về phản ứng của tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam, sau khi nghe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đả kích và ám chỉ phát biểu của tướng Lương về Biển Đông và Bãi Tư Chính, thì nhà báo Võ Văn Tạo là một người bạn rất thân của ông tướng Lê Mã Lương đã nói như sau, và chúng tôi cũng xin chia sẻ. Đây là hình ảnh tướng Lê Mã Lương. Nhà báo Võ Văn Tạo nói: "Sáng hôm 12 tháng 10, tôi từ Hà Nội bay về Nha Trang, trên dọc đường đi tôi có tình cờ vào mạng thì thấy có nguồn tin đồn trên YouTube, thì thấy đêm 11 Bộ Công an triệu tập tướng Lê Mã Lương sau khi ông phát biểu khá dữ dằn trong một hội thảo trước đó về tình hình Bãi Tư Chính cũng như Biển Đông. Tôi có quen biết với tướng Lê Mã Lương trước đây trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tôi cùng anh Lương một sư đoàn, tức là sư 304, có tác chiến tại Quảng Trị vào mùa hè năm 1972. Tôi vẫn biết là YouTube ít kiểm soát chặt chẽ, ít độ tin cậy, nhưng dù sao tin này nó đưa vào đúng thời điểm đó làm cho mình cũng hơi băn khoăn. Tôi bèn rút điện thoại gọi cho tướng Lương thì anh ấy trả lời là có gì đâu, mình đang ngồi cuộn cà phê với bạn bè. Tôi lập tức viết trên Facebook một status để đính chính chuyện đó. Tôi bình luận chắc là dư luận viên thờ tàu nó tung tin đó thôi. Sau đó 2-3 hôm nay lại có những thông tin khác nữa, nào là lục soát khám nhà, thấy tài liệu đảo chính nọ kia. Riêng tôi thì tôi không tin, nhưng nó cũng làm cho các dư luận ở Việt Nam nhiều người cũng băn khoăn. Nhà báo Võ Văn Tạo là nói thêm: tại hội thảo về Bãi Tư Chính đó, trong đoạn clip anh Lương phát biểu, cái đầu tiên anh kể lại câu chuyện trước đó anh có dự một hội thảo khác. Trong cuộc hội thảo đó, các đại diện của Bộ Ngoại giao tham dự, anh đã chất vấn thẳng Bộ Ngoại giao là vì sao không kiện Trung Quốc. Điểm thứ hai, anh cũng nêu Tư Chính là rất quan trọng. Mất Tư Chính có nghĩa là mất hết chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và nếu để mất Tư Chính, anh ấy sẽ cầm đầu các quân nhân kéo đến Bộ Ngoại giao để hỏi thăm chuyện đó. Còn nội dung thứ ba quan trọng là anh ấy phê phán nhân sự cao cấp của Bộ Quốc phòng. Anh nói là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, một đại tướng bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà không biết sử dụng bản đồ quân sự, không biết đọc bản đồ quân sự. Thì đây là cái điều rất đặc biệt, và cái tiết lộ của ông trong thời gian qua đã gây chấn động dư luận trong nước vì cái việc đó. Và ngoài ra ông Võ Văn Tạo cũng đã nói thêm trong cái nội dung chia sẻ như sau. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ông nhà văn Võ Văn Tạo, nhà báo Võ Văn Tạo bên cạnh, và bên cạnh nữa là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà báo Võ Văn Tạo bên phải. Và cách đây chừng 3 hôm, báo chí Việt Nam có đưa tin ông Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri đã có phát biểu mà ai cũng hiểu rằng đề cập đến các phát biểu của anh Lê Mã Lương, mặc dù ông Trọng không nêu đích danh. Ông Trọng nói nguyên văn thế này: có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng, lên gân, lên ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à? Tôi theo dõi anh Trọng nhiều năm rồi, tôi biết từ lâu ông Trọng đã lên án những người trí thức luôn luôn muốn đòi hỏi quyền tự do dân chủ cho Việt Nam giống như những nước văn minh trên thế giới. Theo tôi được biết, trong hình chụp hội nghị mùng 6 tháng 10 vừa rồi, mấy chục người đó đều là trí thức, họ không có ý đồ lật đổ đâu, họ chỉ muốn xây dựng thôi, và chúng tôi thường gọi họ là các trí thức trung thành. Thế nhưng ông Trọng mà có thái độ như thế, tôi cho rằng không phù hợp, không thiện chí, không đoàn kết. Những lời nói gan ruột bộc trực của tướng Lương, lẽ ra một người biết ứng xử, một người cầm cương của đất nước như ông Nguyễn Phú Trọng, thì tôi nghĩ rằng ông Trọng cần phải đến tận nhà ông Lương mà cảm ơn, mà mời mọc, đề nghị ông Lương rủ bạn bè tướng lĩnh cao cấp từng trải chiến trận, có mưu lược, mời một cuộc hội thảo với Bộ Chính trị. Trong tình hình hiện nay, đất nước đang lâm nguy như thế, thế nào lực lượng của mình rất kém so với Trung Quốc mà nó đang muốn ăn cướp tất cả biển của Việt Nam của mình, thì phải làm sao? Đây là chia sẻ của ông. Và cũng kể từ hôm 15 tháng 10 năm 2019, sau khi xuất hiện và phát biểu với cử tri Hà Nội về tình hình Biển Đông, thì chúng ta đã không thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện nữa. Điều này cũng có thể lý giải với tình trạng sức khỏe của ông. Dường như ông đã quá già với việc trên 75 tuổi và cùng một lúc kham hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, thì ông đã trở nên rất kém về sức khỏe, nhất là sau khi đột quỵ lần 1 tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019. Và chính điều đó ông cũng đã công nhận và chia sẻ với cử tri trong thời gian qua: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn tình cảm thân thiết của các cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói như vậy. Và ông nói Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn nhận khuyết điểm vì lần tiếp xúc cử tri ở kỳ họp 7 vào tháng 5 do bị ốm nên ông đã không tham dự, nên lần này ông cố gắng đến hội nghị để tiếp xúc cử tri. Và nếu để gần lại hình ảnh này, các bạn thấy rất rõ
rằng ông Nguyễn Phú Trọng quả thật là rất già, rất ốm, rất yếu, và dường như ông cố gượng dậy để đi dự gặp cử tri. Thì đây là một cái điều rất đặc biệt với các chính khách của Việt Nam, khi một người quá tuổi như vậy và vẫn cố để làm nhưng không thể làm được. Bởi vì chính vì vậy mà chúng ta mới chứng kiến việc ông Nguyễn Phú Trọng thỉnh thoảng ông ta mới xuất hiện được ở một số hội nghị quan trọng mà thôi. Còn những cái hoạt động khác như những người chủ tịch hoặc tổng bí thư trước đây thì ông ta không thể tham gia được. Và tình hình quốc tế hiện nay cũng rất sôi động khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phát biểu tại một cuộc điều trần hôm 16 tháng 10 năm 2019 trước tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stever đã tiếp tục phản đối hành động hung hăng của Trung Quốc tại khu vực bãi tư chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh của ông. Đây là Biển Đông, Ngoại giao Mỹ dùng lời cực nặng tố cáo Trung Quốc bắt nạt. Đây là hình trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stever. Từ ngày Trung Quốc cho tàu khảo sát vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời tung tàu hải cảnh cản ngăn công việc thăm dò dầu khí của Việt Nam, Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng phản đối. Nhân buổi điều trần hôm 16 tháng 10 năm 2019 trước tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, một lần nữa Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc, nhưng lần này với lời lẽ nặng nề, hiếm thấy, không mang tính chất chung chung thường gặp trong ngôn từ ngoại giao. Phát biểu trước các thượng vị nghị sĩ Mỹ về chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á, ông David Stever, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á-Thái Bình Dương, đã tập trung mũi dùi tố cáo một loạt những hành vi và lên án hành động bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, và không ngần ngại khẳng định rằng Bắc Kinh là mối đe dọa đối với mọi nước, chứ không riêng gì đối với các quốc gia có yêu sách tại Biển Đông hoặc các quốc gia Đông Nam Á nói chung. Ông Stever trước hết cực lực đả kích các hành vi của Trung Quốc nhằm dọa nạt, ức hiếp các nước láng giềng. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ không ngần ngại nhắc lại lời nói của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại diễn đàn an ninh khu vực ASEAN vào năm 2010 ở Hà Nội, khi trước việc Bắc Kinh bị tố cáo là kẻ gây hấn trên Biển Đông, ông Trì đã giận dữ và nói rằng Trung Quốc là nước lớn, các nước khác là nước nhỏ, và thực tế là như vậy. Theo ông Stever, cách Bắc Kinh bắt nạt các nước láng giềng vào lúc này cũng nằm trong chiều hướng tuyên bố của ông Dương Khiết Trì vào năm 2010. Và quan niệm về lẽ phải thuộc về kẻ mạnh là một mối đe dọa đối với chủ quyền, hòa bình, phẩm giá và thịnh vượng của một khu vực năng động nhất thế giới. Và những gì chúng ta đã chứng kiến phản ứng của các tướng quân đội và công an cũng như quốc tế đối với thái độ yếu đuối của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước sự xâm lấn của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là phần ngọn của núi lửa mà lòng dân đang sôi sục. Nếu những người đứng đầu Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam không chịu thực hiện theo ý nguyện của lòng dân thì bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị chôn vùi dưới sự bùng nổ mạnh mẽ nhất của trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ những video này cũng như để lại bình luận để chúng tôi có thể biết và phục vụ các bạn được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.